Bây giờ đi mua mấy cái cây kiểng về để ở nhà các bạn. Thôi đi đi con. Ồ, cây bông gì rất là đẹp các bạn. Cây cóc, cây lựu. Này như là cây bơ á. Cây bơ. Như có cây lựu nè mày. Có cây lựu nè. Ui, có cây ăn trái thiệt luôn. Dạ. Cái này là 250 nha các bạn, cái bự nhất. Bự nhất là 250. Wow. Đẹp ghê ta. Đây là cây kim tiền hả các bạn. Chú cái này cây chậu này nhiêu chứ? 250 không? Bự ra 250. Còn mấy cây này là 70 hả? Nhiều lùm này 70, chắc lấy 70 quá. Con này 50 qua đây. Dạ. Không biết chậu nào đẹp đây. Bên trời nảy lộc. Dì thì coi cái này có cái cây nào được gì? Chứ mày mua lại cho cây nào. Đây nè, 70 nè. Chậu bự vậy hai con nhỏ. Thì bự này nè, đây là 70 nè. Nhưng ý là lựa cây nào đẹp á. Lựa cái loại cái này đẹp không? Con lấy hai cây dừa đó, cô bọc dạ, lại. Dạ, con lấy hai cây đó. Còn cái cây đó cây trầu hả? Cái đó hay. Cái đó ta thấy mấy công ty nó hay có lắm á. Nhiều một chậu người ta. Cái ông chị gọi đâu rồi? Rồi cô cảm ơn nha.